Hello, xin chào mọi người nha. Mình là Năm Máy Cày. Hôm nay mình để quay cho mọi người xem là cái lỗ máy ở bên mình chuẩn bị. Mình sẽ giao cái lỗ máy này đi ra công ty cao su Đồng Nai. Đây, hôm nay ngày thứ ba, ngày 23 dương lịch, 23 tháng 1. Đây, trong đây là tới. Hôm nay mình sẽ giao 10 chiếc ra cao su Đồng Nai. Hello, chào mọi người nha. Giờ bắt đầu anh em chuẩn bị lên đường nha. 9 máy với một máy đi theo xe tải. Đây là trần sàn. Rất là dữ. Ăn một chín luôn. Anh em về tới ngã ba Vũng Tàu rồi nhá. Đây, ngã ba Vũng Tàu rồi. Rất là dữ nha. Quá đẹp. Đây tới ngã ba Vũng Tàu nha. Đây, đang kẹp đường.